xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game, mini world. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay thì hiện tại mình đang ở một cái căn phòng các bạn. Ở một cái căn phòng mà đằng sau mình rất là nhiều kim cương. Trời ơi, vừa nãy là đang đào được 8 viên kim cương rồi. Thế nên là đang đào, tiếp tục đào tiếp các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc đại chiến đào kim cương. Đó, trời ơi. Và bên team kia hiện tại là có hai bạn các bạn. Team kia là ngày hôm nay là 1v2 đấy. Đó, team mình là chỉ có mỗi mình núp rồi. 1 cân 2, không biết là có thành công hay không. Đó, chúng ta sẽ đào nha, đang đào dở. Thế nên là mới quay ra chào các bạn các bạn. Ok, đào rồi, vừa đào được 20 kim cương rồi. Chắc mấy bạn kia phải nâng cấp lên đồ xịn lắm rồi. Thế nên là mình cũng phải nhanh chân nhanh tay lên. Đấy, nâng cấp lên cúp đá rồi. Chắc phải là cúp sắt thì chúng ta mới có kỹ năng được. Hồi hồi, cái map này không biết là có. Mình thấy cái cánh cửa ở kia kìa. Mình thấy cái cổng dịch chuyển ở kia là chắc tí nữa là chúng ta có thể là dịch chuyển ra chỗ khu khác. Không biết là còn cái khu nào nữa thì tí nữa lên cúp sắt rồi tính sau nhá. Ôi ôi, chắc là phải còn khu nào nữa, khu nào xịn sò nữa. Đang ẩn sau cái cánh cửa đó. Rồi, thế nào anh? Ôi ôi, vẫn chưa đủ à? Trời ơi, nghe đồn đâu là cái chỗ map này rất là nhiều đồ VIP. Thế nên là thao hồ chúng ta chế. Nhưng mà không biết là mình có thể là đối thủ có cho mình chế hay không các bạn. Đấy, mong rằng là đối thủ có thể là rủ lòng thương cho mình chế. Chứ không là... Ui, giật cả mình. Cứ tưởng bạn nào... Rồi, cuốc sắt đây rồi. Cái gì đây? Trà sữa à? Ui, map này còn có cả trà sữa cả. Ghê gớm vậy. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đào bạn. Ui, trời ơi, cái cúp sắt ạ. Cái cúp sắt sao đào? Ồ, một bạn vào rồi. Một bạn vào cứu mình rồi. Ok, mình thử lên khu mỏ 2 xem nhá. Khu mỏ 2 đây này, chỗ này. Chỗ này là được cái gì đây? Ai lưu thần bí à? Ghê vậy. Ui, khu mỏ 2 này không biết là đào cái này có tác dụng không? Từ, khoan khoan, có đổi được rác kim cương không? À, đổi được các bạn ơi. Đổi được luôn, phải không? Phải đổi được không? Thôi ơi, nếu đổi được thì ngon. Ủa đúng, đổi được rồi. Ủa cái này còn đắt giá luôn các bạn. Một cái ai lưu thần bí này chúng ta đổi được 3 viên kim cương. Trời ơi, lời, có lời các bạn ơi. Nó lại có lời luôn. Thế thì mình lên đây đào các bạn. Không biết là mấy bạn kia có biết lên đây đào hay không. Trời ơi, có lời rồi, có lời rồi. Thế này lại ngon. Thế này là chúng ta bắt người chơi này mấy cái phòng thủ ngoài từ đá. Ui, đào các bạn thấy không? Ôi, với cái quả quặng như thế này, quặng level 2 như thế này, không biết là có quặng level 3 không. Level 2 là mình nghĩ là phải có level 3, thử xem nào. Ở đây không có rồi, có khu vực đánh quái rồi. Chắc là khu vực đánh quái nó còn xịn hơn. Nhưng mà mình chưa chế vũ khí, từ từ thôi. Một mình cai quản khu này. Thôi ôi, đó các bạn thấy không. Ngon bổ rẻ mà nó lại đào. Tính ra là nó cũng đào như kim cương dưới kia thôi. Mình dùng kỹ năng cũng được 2-3 viên. Đến dưới kia kim cương cũng vậy. Khác gì đâu. 75 viên kim cương, mỗi tội là mất công đổi ra một xíu thôi. Không sao, mất một xíu thời gian công sức bỏ ra. Đấy, nhưng mà được lại tiền bạc các bạn. Đó. Lên cúp vàng rồi. Đúng rồi. Cúp vàng là một loại cúp đào rất là nhanh các bạn. Đào rất là nhanh nhưng mà được cái là độ bền nó rất là củ chuối. Đấy. Ui rồi. Độ bền nó rất là củi bắp. Không thể nào mà bằng được độ bền của kim cương được. Nhưng mà đào nhanh lắm, đào chay nhanh lắm các bạn. Dìu vàng cũng vậy, dìu vàng chặt gỗ thì thôi bã cháy luôn. À, chúng ta đổi đã. Úi rồi, 108 viên kim cương luôn. Thích chưa các bạn? Thích chưa? Mỗi tội là mất thời gian này đổi ra thôi. Nhưng không sao, thời gian đó sẽ bù đắp lại các bạn. Quốc khổng tước này. Rồi, kim cương này. Úi rồi, kim cương sau đó thì mới... À đâu, emerald sau đó mới kim cương à. Rồi, tiếp đến là cái cúp gì đây? Tiếp đến là chúng ta sẽ nâng cấp cần mảnh nha. Mảnh frosty, ok, và kim cương. Rồi, đơn giản bạn, đơn giản. Ui, nó lại được của nó. Rồi, bạn kia lại ào là thôi không sao. Mình 1 cân 2 cũng được. 1 vs 2 cũng được. Đó, xịn sò chưa, đào một lúc thôi 200 bao nhiêu viên liền. Giờ chúng ta nâng cấp đã. Đâu nhỉ, được chưa ta? Còn chúng ta phải đổi cái mảnh kia nữa cơ. Đổi hết kim cương đấy đã, sau đó thì đổi cái mảnh kia là hợp lý này. Mình sẽ cố gắng là nhanh chóng nâng cấp cái cúp VIP nhất có thể, sau đó thì nâng cấp kiếm. Rồi, chúng ta lên được cái cúp pha lê đen. Pha lê đen các bạn, nghe tên thôi nó đã thấy hầm hố xịn sò phải không? Cũng rất gì vào này nọ đấy, pha lê đen. Nghe oai nhờ. Rồi, tiếp đến là cái gì đây? Pha lê đen rồi. Đen pha lê rồi. Ui, cần cúp kim cương à? Một cái cúp kim cương nữa.
đơn giản. Đơn giản thế gian rồi. Không biết cái cúp này có sức tấn công không? Có các bạn, tấn công 36 sức tấn công này. Cúp này ngoài tính năng đào ra là có cả sức tấn công luôn. Ui, đào được block không? Không. Hình như là một khu này nó chỉ đào được mỗi xíu này thôi ta. Rồi. Rồi, chúng ta nâng cấp lên. Và mình bắt buộc là mình phải đổi hết ra kim cương. Có súng này. Súng đạn độc ở level 1 à. Súng lục. Hay mình chế súng nhỉ bạn. Ui, ở đây có cả trái ác quỷ này. Đây có quái vật phân thân đỏ à. Ui trời, tưởng là cái quái vật phân đỏ cơ. Hơi nhìn hơi nhầm các bạn. Không sao. Mọi những sự nhầm lẫn nó không nguy hại đến tính mạng. Rồi chúng ta sẽ đổi hết kim cương đi. Đấy, sau đó bây giờ là chúng ta phải nâng cấp bắt buộc lên được cúp kim cương này. Đấy, lên được cúp kim cương thì chúng ta mới đổi cúp lam, cúp vàng, cúp emerald. Rồi, đánh nhau rồi, đánh nhau tới bến rồi. Nghe đồn đâu ra có án mạng ở kia rồi. Ui dồi ôi, bạn kia đấy biết ngay mà. Ở dưới đấy là nguy hiểm lắm. Mày có bạn thế thân cho mình. Có bạn kia thế thân cho mình. Chắc là tranh giành kim cương đấy mà. Tranh giành địa bàn đào kim cương đấy mà. Không có sai đâu. Ui dồi, ấy bạn ấy biết lên đây đấy. Ấy đừng. Chết rồi, bạn này lên đây là ăn cám rồi bạn ơi. Lên đây là bạn này lên đây là lộ hết bí mật rồi. Hỏng rồi. Bí mật quốc gia cho em ít. Đây, ra đi đào cho này. Ấy nhặt đi. Trời ơi, bí mật quốc gia ở trên này. Ông lên đây ông lộ hết bí mật rồi. Hỏng rồi các bạn ơi, toang rồi. Trời ơi, cụ đi chân lạnh toát rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp cái sao nào? Cần kim cương các bạn. Cần kim cương để nâng cấp cúp. Chắc là mình nâng cấp tạm cái cúp này thôi. Đến giai đoạn này thôi. Để ngừng đã. Rồi chúng ta sẽ đi nâng cấp vũ khí đã. Không thì thế này thì là tí nữa lên đây là toang đấy. Rồi, cụ đi chân lạnh toát luôn. Rồi, bạn này nâng cấp được cúp thì có biết nâng cấp không đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp súng đã. Súng là một loại vũ khí mà chúng ta có thể là phòng thủ rất là tốt. Súng độc này. Súng độc level 1 rồi. Lên được level 2 không? Trời ơi, level 2 đâu nhỉ. Súng đông lạnh. Ui, loại súng thế. Rồi mảnh vỡ Frosty này. Ok. Lên được súng súng lục. Oh, súng độc level 2 đâu à. Level 1 đó nhá. Thêm xíu mảnh nữa đi. Hết kim cương rồi. Đào chế tạo ra kim cương đã. Xong rồi mình thử qua cái cánh cửa. Nó có quái vật xem. Có quái vật xem nó có gì hot. Ui, đào một cái mấy trăm viên kim cương luôn. Thích nhở. Rồi đánh nhau. Thế là thế nào nhở. Súng đấy làm gì. Trời ơi, lộ hết kế hoạch rồi. Lần này toang rồi các bạn. Bạn kia mà lên đây là thôi. Đi cả đám. Úi dồi ôi, biết ngấy mà. May quá mình lên trên này các bạn. May quá. Cái gì đây? Ui, 10% trúng 64 kim cương à. Hay là chơi mở may mắn nè các bạn. Từ từ, chế tạo súng đã. Giờ chúng ta cần mảnh 25 mảnh. Chúng ta có 8 mảnh rồi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Đấy. Cho nó triệt để các bạn. Mình đã hết tiền rồi. Súng đốt cháy này. Đó, súng đốt cháy. Tiếp theo là lên được súng gì đây? Súng đông lạnh và súng độc. Wow. Súng này kìa. Rồi ok, chúng ta sẽ đi qua khu vực đó là đánh quái đi. Wow, khu vực đánh quái này. Ui, khu vực đánh quái cho kim cương các bạn. Ừ, hay đấy. Ngon. Ngon. Nhưng mà có vẻ là ít kim cương rồi. Ui, ui, đừng. Ê, con này đập đau lắm. Ôi, con kiểu như golem mày đập đau dã man con ngan luôn. Rồi, chúng ta sẽ nhặt hết đống này. Wow, nhiều kim cương ta. Rồi, ok, mình có thể là farm luôn điểm ở đây cũng được các bạn. Úi dồi, mấy bạn kia đang không hiểu lý do là tại sao team mình không cần đánh nhau mà điểm vẫn tăng. Chiến thuật cả đấy các bạn, chiến thắng các bạn. Các bạn không cần chiến thắng như là những cái PVP đâu các bạn. Các bạn phải chiến thắng là dùng cái đầu, dùng chỉ số IQ các bạn ơi. Ôi, không nên dùng nhiều quá vào cái tay. Đã phải chiến thắng là phải dùng gọi là bộ não. Ok. Đấy, trời ơi, 32 điểm liền. Team kia là khó hiểu ngay. Team kia đang bảo, đang nghĩ trong đầu anh núp hack đấy. Đang nghĩ trong đầu và tự nhiên sau rõ ràng. Ôi, mình mất tích từ lúc từ lúc vào game cho đến bây giờ. Đấy, và lý do là đây, lý do là ui, farm kim cương thích chưa? Ui, sao con kia nó ra ngoài tận ngoài kia rồi. Rồi, nhà thoải mái các bạn. Mỗi con này thì nó cho mình random hình như từ 1 đến 4 hay 5 viên kim cương các bạn, random. Ui giời. Ok, cứ cho đánh đi, thoải mái đi.
Tí nữa núp sẽ báo thù cho, yên tâm. Mị sẽ báo thù. Rồi. Ok, bao nhiêu rồi ta? Ui, 3-4 stack rồi các bạn. Thôi cho con quái nào đánh mình bao giờ chết đi. Vừa nói xong chết queo luôn. Đâu? Ai bắt nạt bạn tôi? Ra đây coi. Ui, chỗ này có cái gì đây? Ui, có gì nhìn. Bắn cho mấy cái bạn. Bắn cho mấy cái cho chừa. À, bạn kia có súng băng kìa. Ui, hình như là chế tạo được áo giáp rồi. Nghe chừng bắn khỏe lắm. Ui, nghe chừng bắn khỏe lắm các bạn. Thôi, chạy. Châu bò đánh. Ôi, bạn này sao hồi sinh ở đây? Châu bò đánh nhau. Châu bò đánh nhau rồi mũi chết, tép riêng đến núp biến rồi. Bạn kia ăn hành khổ. Khổ dã man con ngan luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp cái súng này lên nhá. Ui, dồi ôi, chết chưa. Ăn hành rồi, bạn kia ăn hành rồi chết rồi, mình gây họa rồi. Là chúng ta cần đến súng lạnh các bạn. Súng bây giờ nâng cấp lên súng đông lạnh. Súng đông lạnh. Ui, dồi, hết hồn. Súng đông lạnh phải không? Chúng ta sẽ nâng cấp lên cái súng đông lạnh nào. Ok, súng đông lạnh này. Ui ôi, bạn kia lên kia, lên rồi kìa. Đâu, để núp lên cho. Để núp lên xử lý cho. Láo nháo nó pháo ăn xe liền. Rồi. Để đã, để chế tạo súng level tiếp theo đã, cho xíu. Súng độc này, bây giờ chúng ta cần súng độc. Ôi, súng độc đâu nhỉ? Súng độc. Rồi, bây giờ cần mảnh này phải không? Chuẩn bị. Có thanh niên chuẩn bị lên này. Nhá, thanh niên này thế nào chuẩn bị lên đây, mình bổ cho mấy cái các bạn. Bổ không. À không, thanh niên nó không lên. Rồi, chúng ta sẽ chế cái mảnh này đi. Nhanh còn chế được súng VIP nào. Rồi, bây giờ là cần 32 viên kim cương và 100 bao nhiêu. Ui, nhiều thế. Bạn kia là có áo giáp rồi. Bạn kia mình bắn là mình biết là bạn ấy có áo giáp rồi. Thế nên là bắn rất là khỏe luôn. Châu bò luôn. Rồi, chúng ta sẽ chế nhanh nào. Lấy nhanh 6 kim cương đi. Tính ra là đào này vẫn nhanh hơn đi farm quái các bạn. Farm quái được cái là nó sẽ tính điểm cho mình. Đấy. Nhưng mà đào này vẫn nhanh hơn. Wow. Rồi. Đấy là mình cái cúp này mình còn chưa nâng cấp mắc đâu các bạn. Cúp này là vẫn ở trong giai đoạn là cùi bắp nhất của đất thôi. Ôi đây rồi, súng đông lạnh à? Không phải súng này, chứ đợi nâng cấp nhầm là thôi ăn cám đấy. Chúng ta sẽ chế tạo hết, lấy hết ra cái kim cương đi, sau đó chúng ta chế tạo cái súng level tiếp theo. Ai à, lên tận đây bắn mình à, ghê gớm nhở, rất gì và lầy lọ đấy. Thoải mái đi. Cho bắn đây bạn. Tí nữa ngộ sẽ báo thù. Ui, có cuốc cầu vồng này. Ui, cuốc sấm sét này. Ui, cuốc siêu cầu vồng này. Ui, nhiều loại cuốc thế. Wow. Tính ra là nhiều loại cuốc lắm các bạn ạ. Rồi, súng level 4 rồi. Ok. Giờ là level tiếp theo là level gì đây? Súng đông lạnh. Ô, súng này VIP nhất chưa? Đấy nhá, thử xem nào. À đây. Súng lục à? Đây là súng dung nham rồi. Thử mình thử xem nào. Còn súng gì VIP không? Súng lục, đây là chế tạo từ ấy rồi. Hình như là đây là cái súng VIP nhất rồi. Súng này là tạm thời là gọi là ổn áp ly hoa tủ lạnh rồi. Úi dồi ôi, súng này có vẻ VIP đấy. Úi dồi ôi. Bắn nó không trượt phát nào rồi. Ok, để mình qua cái đội qua đội xanh xử lý cho một trận. Rồi. Rồi, đang bị hiệu ứng rồi. Mấy bạn kia bị hiệu ứng rồi. Úi giời ơi. Xử lý cho. Yên tâm. Mấy bạn kia cứ ở nhà mà thao hồ mà farm đi. Để mình lo cho. Để mình phờ lo cho. Trời ơi. Mình lo được. Với cái khẩu súng của này mình lo được. Súng mình giờ là thuộc dạng là xịn sò rồi. Lo được. À bạn kia. Ui. Bạn kia có găng tay hay có cái gì mà nhìn ghê gớm đấy. Sang đây làm gì. Đây này. Thanh niên này có vẻ là thích sang đây săn lắm mà. Mình xử lý thanh niên này đã. Trời ơi. Đấy các bạn thấy không? Việc mình nâng cấp đồ VIP hay không là dựa vào đối thủ đấy. Đối thủ có cho mình nâng cấp hay không đấy. Rồi. Xử lý đã. Cứ xử lý bạn này đã. Cho mày biết thế nào là sự lợi hại của đồ VIP đã. Việc không chế đồ VIP là như thế nào. Ui, máu ở đây là 220 à? Giờ mình mới để ý đấy. Rồi. Giờ mình mới để ý là máu 220. Rồi. Bảo sao khỏe thế. Ừ. Đúng rồi, bảo sao khỏe thế các bạn.
bảo sao khỏe thế. Trời ơi, bạn này thì chưa chắc là chưa có giáp. À, tha phải không? Ok, ok tha. À, thanh niên này vẫn đánh mình. Trời ơi, mồm bảo tha vẫn đánh mình. Trời ơi, đấy các bạn thấy không? Tha đấy, tha đấy. Trời ơi, tha đấy, tha. Tha nốt, tầm này chỉ có tha nốt thôi. Trời ơi, đấy các bạn thấy không? Mồm xin tha nhưng mà tay vẫn dùng gọi là vũ khí oánh mình không trượt cái nào. À, bây giờ lên khu mỏ đi. Mình lên, lên khu mỏ. Làm sao? Rồi bây giờ mình sẽ thử chế xem là còn cái đồ gì nữa không nhỉ? Còn cái đồ gì không ta? Bây giờ chúng ta sẽ đây chế cái tên lửa này, mình có thể fly bằng cái tên lửa này này. Nhưng mà hình như là mình chưa mở các bạn. Rồi luôn, mất tiêu luôn. Ui. Ui cái này là không cần mặc các bạn ạ. Fly là fly theo kiểu dùng kiếm ạ. Ui ôi. Xịn thế. Quả tên lửa dã man con ngan. Ui. Được cái nhở. Chết quá. Quả fly này là hơi bị xịn nha. Fly là bất chấp nguyên tắc. Ui. Được. Fly này xịn quá. Rồi. Ok, chúng ta thử xem là ở trong này là còn thế nào. Giờ mình khó mà nâng cấp được cái cúp VIP các bạn. Cái cúp này nâng cấp rất là khó. Và bây giờ mình mới có cái cúp gì nhỉ? Thử nâng cấp xem là còn cái cúp gì không. Ui, bây giờ là cần 3 cúp vàng. 3 cúp vàng chúng ta mới nâng cấp được lên cái cúp dung nham. 3 cúp vàng lên được cái cúp dung nham mà khó nha. Khó nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử đi nâng cấp nào. 3 cúp vàng lên được cúp dung nham căng đấy. 3 cái cúp vàng lên cúp dung nham. Cúp dung nham mà chúng ta mới lên được 3 cái cúp pha lê đen chúng ta mới lên được cái cúp quốc siêu cường các bạn. Ui. Sau đó thì quốc quỷ này. Ui thôi chịu rồi các bạn. À đây quốc rồng chứ. Ui lại 3 cúp dung nham, 2 cúp pha lê đen, hoặc quốc siêu cường. Ôi, chịu. Mình nhìn sơ qua các bạn, mình chỉ nhìn sơ qua với cái lượng đồ như thế này ấy thì dành nguyên hẳn 20 phút ra còn lại, mình nghĩ rằng là chưa chắc gì đã chế được đâu. Thật luôn. Chưa chắc gì đã chế được full cúp đâu. Uầy, cúp VIP nhất là cúp siêu rồng này. 100 sức tấn công, tốc độ đào 1000 và đây là cái cúp cuối. Thì chúng ta cần cái gì? Hai cái cúp quỷ này, hai cái cúp sống sét, ba cúp dung nham này. Đấy các bạn thấy không? Vừa nãy là mình chỉ có mất bao nhiêu phút thôi mà mình mới nâng cấp được cái cúp mặt trăng này. Thì các bạn cứ tính đi, tính sơ sơ cái này nó phải gấp lên mấy chục lần. Sợ thật. Cái này thì chịu thôi, mình không thể nào mà chế được các bạn. Các bạn có thể là các bạn vào đây chế nhá. Còn mình là mình bó giò rồi. À, chúng ta thử nâng cấp cái này là súng lục, sau đó lên cái gì nữa ta? À đây à, quả cầu lửa lên là súng lục nhung dung nham. Có gì đâu? Hết rồi. Ui, thôi từ đã mua trái ác quỷ ăn thử xem nào. Tay băng giá 20 sức tông cận chiến level 2. À, cận chiến à? Ô cái này là cái gì đây? Ăn thử trái ác quỷ này đi các bạn. Cái này do gì đây? Hóa độc à? Bắn độc à? Tay độc. Cái gì đây? Thanh niên này có cái quả súng ghẻ thanh niên sao bắn các bạn thấy không? Thật là hài hước. Thật là hài hước. Rồi ôi. Súng để cùi bắp. Khó nhở. Chúng ta không thể nào mà chúng ta chế được còn kiếm nữa chứ. Kiếm thì ở đây hình như là mình không thấy VIP lắm. Kiếm này chắc là bình thường. Ở đây là có cúp VIP nhất rồi các bạn. Kiếm là không đi điều gì đặc biệt thôi. Thử mở cái hộp may mắn này xem. Khó chịu thế nhở. Cái thanh niên này vừa nãy mình đã tha cho rồi mà bây giờ cứ đi bắn rỉa rỉa. Xử lý thanh niên này cày quá mà rồi cày quá mà các bạn. À chạy đâu chạy lên quận. Tầm này chỉ có chạy lên quận. Chạy đâu? Chạy lên quận. Tầm này chỉ có chạy lên quận thôi. Chạy lên quận. Trời ơi, tầm này chỉ có chạy lên quận. Bắn cái gì? Trời ơi, bắn cái gì? Để nhá, mình thử mở nào. Ui, 15 mình tìm gương mà. Ui, 45 này. Ui, mở cái này nó cũng lãi này. Mở này lãi này các bạn. Thật sự là mở. Thanh niên kiểu bắn khó chịu thật. Mở lãi này các bạn. Các bạn có thể là mở kiếm kim cương bằng cách mở này. Mở này lãi chắc luôn. Nào. Mỗi cái hòm này là bao nhiêu kim cương nhỉ? Mỗi hòm này chúng ta chỉ mất 25 thôi. Mở này lãi thực sự. Rồi. Đó. Rồi.
mất tiêu luôn. 45 viên kim cương này. Rồi lại đến lượt thanh niên này. Các bạn thấy không? Khi các bạn vào PVP các bạn đừng tha cho ai cả các bạn. Đấy, mình là mình tha thôi, không thì các bạn lại bảo quay clip mà các bạn bảo là không tha, người ta xin rồi. Nhưng mà các bạn mà PVP ở ngoài map thì thôi các bạn đừng tha cho ai cả, bởi vì người ta sẽ hành các bạn lại đấy. Trời ơi, đừng tha các bạn. Ui, được đấy nhờ. Cái này lãi đấy. Ui dồi ôi, không lãi đâu, lỗ rồi. Ủa ôi, 15 kim cương kìa. Nhưng mà tỷ lệ ra 15 kim cương cũng thấp lắm, toàn ra 45 thôi. Mồm vừa nói xong bị lỗ. Ui, lỗ không trượt phát đào luôn. Ý, trời ơi, 26 này cũng được. Nói chung là nếu mà các bạn cứ làm mở nhiều lần cái hộp này thì chắc là đủ thời gian, các bạn thừa thời gian để chúng ta nâng cấp. Ok, thì nếu các bạn yêu thích cái map này thì đừng quên để lại một like nhớ đăng ký kênh của Noob nha, và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Và xin chào, gặp lại. Bye bye.